Tại vì một thời gian trước thì chị Nhật Kim Anh cũng gần như là hạn chế đề cập đến TT. Thì không biết là sự kết hợp với TT này, chị Nhật Kim Anh có sợ những cái ý kiến của cư dân mạng kèm pha? Nếu như mà nói là hạn chế đề cập tới TT thì không có. Kim Anh nói vừa rất là đề cập tới TT và đồng hành với Kim Anh cũng 4-5 năm rồi không? Rất là lâu rồi, cho nên là hầu như là Kim Anh không có phải là không đề cập, mà là bởi vì trong cái thời gian gần đây là TT cũng đang nhận rất là nhiều show và bận bịu không có thời gian để có tham gia đồng hành cùng Kim Anh. Thật ra nha, book show ổng hôm nay để đi họp báo là phải nhắn từ một tháng trước lận. Dạ, nhắn từ một tháng trước lận, tại vì thời gian gần đây thì TT hết cái bài cắt cầm cung và được rất là nhiều, với lại remix lại cái bài gì đó thì được rất là nhiều khán giả yêu thích và đã nhận rất là nhiều show. Vì vậy cho nên là hầu như là Ti không có thời gian để mà đồng hành cùng Kim Anh nữa, chứ còn Kim Anh với lại Ti vẫn là mối quan hệ rất bình thường và rất là thân thiết nhau từ xưa tới giờ. Em cũng có một câu hỏi cho Ti Ti, với một người làm việc rất là khó tính và cầu toàn như chị Nhật Kim Anh thì cái khó khăn lớn nhất với Ti Ti là gì? Khó khăn lớn nhất của em là em luôn phải cố gắng làm sao mà để hài lòng được sếp em. Cố gắng không phải là cố gắng cho công việc không đâu, mà cố gắng luôn cả cuộc sống, làm sao để xứng đáng với một người em trưởng thành hơn và làm việc có thể là hoàn hảo và tốt hơn khi bên cạnh chị Nhật Kim Anh. Bị gài hoài luôn. Cái lần đầu tiên em đóng, em còn nhớ em đóng bộ phim mà chị 13 đó. Là tới khi mà em tới cái chỗ mà cái set quay em mới biết là chị 13 mới nói với em là em đóng cái này là em đóng em chưa gái. Cái em nói trời dữ vậy, dai gì mà dữ vậy, dai gì mà mạnh dữ vậy. Xong cái em mới nói ủa em tưởng nó chỉ giỡn, tại vì chị Trang cái hay giỡn với em lắm, thì em cũng nghĩ là chắc chỉ giỡn với mình thôi. Cái xong cái tướng chừng mà vô set quay thấy thiệt, mọi thứ thiệt hết anh. Em nói ôi trời, dạ cuối cùng em phải đóng rồi chứ sao giờ, tại vì em không có ngại những cái vai diễn, không hề ngại những cái vai diễn nam nữ gì cũng đóng hết, nhưng mà chỉ sợ là khán giả coi mọi người bị mắc cười vậy, mọi người không tin được hết, rất là sợ cái chuyện đó. Còn mà cái chuyện mà tại vì trước đây em cũng đóng mấy cái cảnh mà chẳng hạn như hôn với mấy bạn nữ này kia em nhóm em rồi nhiều lắm, cho nên là em cũng không có ngại nhiều đâu. Nhưng mà không biết sao mà tới chuyện mà đóng chung với chị Nhật Kim Anh thì ngại thiệt nha, cũng hơi ngại đó, tại vì em giống như là cái tâm lý em có nghĩa là thà như nói trước cho em biết em chuẩn bị tâm lý, còn thì chơi úp sọt em, có nghĩa là tới lúc đó là em mới biết. Cũng y như chị Trang cũng nói với em là ê hai chị em mình có cảnh nóng nha, em tưởng tôi giỡn không à. Em đâu biết đâu, tại em cũng đi chơi chị hoài, cũng nghe chị nói em tưởng giỡn, em nghĩ là chắc là cũng nóng em bình thường thôi. Tới nơi thì biết đó, lúc đó là không còn đường lui nữa rồi, giờ phải làm thôi. Dạ cảm giác của em đó, là lúc đầu tiên á là cảnh hôn với lại BB là coi như chỉ có phì cười thôi, chỉ có mắc cười thôi, tại vì hai người đơ kinh khủng luôn. Trời ơi, tao nói ủa sao sao giờ phải chi tí rồi ok rồi. Không được, tại tí là đóng thì nếu mà đóng là ông vua thì bình thường rồi đúng không? Còn nếu như mà Bi đóng thì mới lạ thôi. Mà hai chị em đấu tranh cái cảnh nóng đó là tao nói là phải là 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ, trời ơi. Nhiều lần lắm. Phải nói là làm đi làm lại rất nhiều lần luôn á. Mà mỗi lần mà cái cảnh hôn rồi cái cảnh khó nữa, bật xuống rồi hai người hôn nhau là hai cái môi phải dính với nhau rồi. Trời ơi, không được xí xích đồ nữa, mà ông này ông nín thở nữa chứ. Mình cũng nín thở luôn, không dám thở. Mình mà thở cái mình mắc câu phì cười, mắc cười dữ lắm. Hai đứa là coi như là đơ dữ lắm, làm tâm lý dữ lắm. Em cứ coi chị như là người yêu của em đi, chị đàn ông cũng được, ok. Em cứ hãy tưởng tượng chị là Ti đi, đó vậy đi. Rồi chị sẽ cố gắng, chị nhắm mắt là chị tưởng tượng em là một nam nhân như nào đó, rất là đẹp trai, rất là tuyệt vời đó với chị. Một mảnh tướng, một ông vua quyền lực rồi. Để chị có cảm xúc, trời ơi, nói chung là lấy tinh thần dữ lắm cả nhà. Dạ, lấy tinh thần dữ lắm. Cũng xong cảnh quay 5 tiếng đồng hồ. Và
Niên và Kim Anh cũng xin chia sẻ như thế này. Thật sự MV thì đầu tư rất là khủng khiếp. Chắc có lẽ là Kim Anh không chia sẻ con số thì mọi người cũng ước tính được. Và bây giờ thì Kim Anh nói thật là xin phép cho Kim Anh được giữ cái con số đó lại. Bởi vì Kim Anh tới giờ phút này luôn á, là chi phí từ 2 năm mà tới giờ phút này thì Kim Anh đã thực mất rất nhiều rồi. Và nhiều đến mức độ mà Kim Anh không có thể nào ngồi mà tỉ mỉ được luôn á. Vì vậy cho nên là nếu mà mình nói ra mà nó không chính xác á thì cũng không được. Mà mình nói mà chính xác con số á thì cũng xong. Cho nên là Kim Anh xin phép được giấu cái con số để đầu tư MV lại. Và Kim Anh nghĩ rằng là trong nghề, không phải là những người trong nghề mà những anh chị em ngồi xuống hoặc là khán giả khi coi cái MV này cũng thấy được là Kim Anh đầu tư rất khủng khiếp. Dạ. Tức là những cái món đồ đó mình phải order cái nguyên liệu của nó về thì nó mất khách đâu đó nó ngét tầm trăm, không tới là khoảng 80 triệu cho cái phần đó. Và 60 bộ đồ của lính và toàn bộ váy áo của tất cả mọi người thì tổng thiệt hại từ phía Lâm với chị là nó mất khoảng 300 mà em có bô. 300 với cái kia 80 là 400. Tổng cộng là Lâm được bô tất cả là 500 đó mọi người. Riêng tiền quần áo thôi, còn lock location trong vòng location lock 10 ngày của Long Island. Lóc Long Island lóc trong vòng 10 ngày để set up, cho nên là đó là cái chi tiết nhỏ nhỏ để chúng ta nhân lên. Lâm xin nói là vâng, và chưa kể là Long Island, nếu mà cả nhà mình coi trong MV sẽ không thấy được Long Island, bởi vì từng cái chi tiết nhỏ nhất và từng cái khung cái băng che hết Long Island mà mọi người không thấy được Long Island luôn đó. Cho nên nó rất là nhiều chi tiết và phải nói là nó rất là khủng khiếp. Thật ra là chi tiết thì rất là khủng khiếp, nhưng mà thưa quý vị, với Nhật Kim Anh thì có gì đâu hả? Thưa quý vị, không có gì khó cả. Thưa quý vị, chúng tôi đang ngồi đây với lại một nữ doanh nhân thành đạt, một nữ đại gia, nên đối với cô ấy mọi thứ thích là làm mà thôi. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Xin được mời. Bây giờ sẽ là câu hỏi tư vấn Việt Nam nhé. Biểu tượng phải nói là khi mà nói tới rắn thì thường người ta sẽ phân biệt rắn trắng, rắn xanh. Thì Kim Anh muốn là Titi là rắn xanh và Hải Triều là rắn trắng, hai đôi tình nhân này nhưng mà chuyên đi hút những cái linh khí của người. Cho nên là ông vua này là cái người đi trừ ma diệt đạo, còn đây là Hoa Sương, một cô tiểu tiên, còn phải nói là tiểu yêu quái chứ không phải là ông vua ông đánh đó. Đó thì câu chuyện á thì Kim Anh muốn chia sẻ là cái cốt truyện nói lên là một cái tình yêu vĩ đại. Nó là một cái tình yêu vĩ đại của tiểu tiên, của hoa tiên, khi mà sau khi mà bị rắn trắng bắt và chiếm hữu và làm cái thân thế mạng cho con rắn trắng, thì ông vua đưa về cứu. Thì sau thời gian thì ông vua nảy sinh tình cảm và cô hoa tiên này cũng nảy sinh tình cảm, nhưng mà không ngờ là rắn muốn trả thù cho chồng mình và đã nhập vào trong cơ thể để mà trả thù ông vua, để lấy lại cái linh hồn để đưa về cái xác mà rắn trắng đang phải truyền cái chân khí đó. Thì Kim Anh muốn chia sẻ về nói đúng hơn là cái tiêu chí về cái MV. Thì trong nãy giờ mọi người cũng thấy Kim Anh đang hóa trang hai nửa với nhau. Thì tức là Kim Anh muốn là một biểu tượng của một con người. Con người thì ai cũng sẽ có hai tính cách. Và ai bên trong mình cũng sẽ có hai con người. Bên hiền, thiện và ác. Và khi mà cái điều thiện lên ngôi thì sẵn sàng hy sinh cho cái tình yêu của mình để đẩy lùi đi cái tâm tính ác đó. Và đó là một cái thông điệp của MV muốn gửi đến cho tất cả mọi người. Yêu thì có thể hy sinh, và tiểu tiên này cũng đã hy sinh cái thân xác của mình để bảo toàn cho ông vua. Và không muốn mình là cái người bị kiểm soát, mình là cái người bị kiểm soát linh hồn để mà mình đi hại những người khác nữa. Cũng giống như cái mong muốn thật gửi thông điệp là mình là trong con người ai cũng có hai thiện và ác, thì hãy đẩy lùi đi cái điều ác để dâng chào, nói chung là dâng chào cái thiện lên đó. Thì cái mong muốn chia sẻ như vậy. Là
việc mà